Ok, chào bạn và giới thiệu một chút về bản thân của mình ha. Hello các bạn, mình tên là Nguyễn Thị Ngân, mình học Digital Marketing năm nhất. Ok, vậy thì tại sao bạn lại chọn cái ngành này ha? Mình chọn ngành này tại lúc đầu mình tính công nghệ thông tin, nhưng mà các bạn bè mình bảo là con gái không nên học ngành đấy nên mình chọn qua. Ok, vậy thì theo bạn làm sao để có công việc ngay sau khi mình tốt nghiệp ha? Mình nghĩ là trong thời gian mình học mình phải tiếp thu được kinh nghiệm, rồi lý thuyết, rồi thực tập. Khi thực tập hết thì mình phải thể hiện được năng lực của mình. Ok, vậy thì sau 5 năm tốt nghiệp bạn mong muốn là mình sẽ trở thành một con người như thế nào? Mình mong muốn được trở thành manager. Ok, vậy thì ngoài cái giờ học trên lớp thì bạn mong muốn có thêm những cái hoạt động ngoại khóa nào ha? Mình cũng muốn nhưng mà mình không có thời gian để tham gia. Vậy hả? Vậy thì bạn có thể cho biết là một loại hình hoạt động ngoại khóa nào mà bạn vô cùng mong muốn mà vẫn chưa được nhìn thấy ở trường đại học FPT đi không ạ? Mình muốn kiểu đi thực tế, đi tham quan doanh nghiệp đúng không? Đúng rồi. Ok, vậy thì hiện bạn có đang là thành viên của câu lạc bộ BEC không ha? Không ạ. Ok, vậy thì lý do gì mà bạn chưa tham gia vào câu lạc bộ, bạn không biết hay là bạn chưa mong có mong nhu cầu mong muốn tham gia ha? Tại vì mình chưa có nhu cầu mong muốn tham gia. Ok, vậy cảm ơn bạn nha. Cảm ơn bạn đã cho mình phỏng vấn.